sẽ chia niềm hạnh phúc trong đời. Bước vẫn bước bao niềm tin trong từng giây phút, cùng vẽ lên màu sắc tình yêu. Bạn có biết, trên thế giới, mỗi năm có khoảng 1 triệu ca ung thư dạ dày và 800.000 trường hợp tử vong. Tại Việt Nam, có khoảng 11.000 đến 12.000 ca mắc mỗi năm. Đây là căn bệnh đứng hàng thứ 2 ở nam giới sau ung thư phổi và hàng thứ 3 ở nữ giới sau ung thư vú và ung thư cổ tử cung. Khoảng 2/3 người bị bệnh ung thư dạ dày được phát hiện ở giai đoạn tiến triển, di căn. Tỷ lệ người mắc bệnh dưới 40 tuổi ngày càng tăng và có những trường hợp ung thư dạ dày dưới 30 tuổi đã được phát hiện. Thưa quý vị và các bạn, ung thư dạ dày là căn bệnh đứng đầu trong danh sách các ung thư về đường tiêu hóa. Vậy làm sao để phát hiện được căn bệnh sớm? Những phương pháp điều trị căn bệnh hiện nay như thế nào? Đến lúc nào thì chúng ta có thể sử dụng phương pháp mổ nội soi và tỷ lệ thành công ra sao? Ngày hôm nay xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng gặp gỡ và trò chuyện với bác sĩ Võ Duy Long, Phó trưởng khoa ngoại tiêu hóa Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ ạ. Dạ, xin chào MC Khánh Huyền và xin chào quý vị khán giả của chương trình Vui Sống Mỗi Ngày của đài VTV3. Thưa bác sĩ, Huyền thấy rằng tỷ lệ ung thư dạ dày hiện nay dường như là đang tăng cao, phổ biến hơn. Mức độ trẻ hóa cũng tăng phải không thưa bác sĩ? Vâng. Và ở nam lại còn nhiều hơn nữ nữa. Thì bác sĩ lý giải tại sao lại như vậy ạ? Thưa chị và thưa quý khán giả, thì đúng là ung thư dạ dày ngày hôm nay nó tỷ lệ rất chiếm cao. Có thể nói là một trong những ung thư hàng đầu của đường tiêu hóa tại Việt Nam cũng như trên thế giới, đặc biệt những tại Nhật Bản và Hàn Quốc thì tỷ lệ rất là cao. Ngày nay thì theo những thống kê của chúng tôi thì tỷ lệ mà ung thư trẻ hóa thì ung thư ở tuổi trẻ là khi tuổi dưới 40. Khi mắc ung thư dưới 40 tuổi là gọi là trẻ. Gọi là trẻ. Dạ. Đúng rồi. Thì một thống kê của bệnh viện chúng tôi năm 2014 tỷ lệ này khoảng 15%. Tuy nhiên sang năm 2015 thì tỷ lệ này lên đến 22%. Điều đó chứng tỏ rằng cái tỷ lệ mắc ung thư dạ dày càng ngày càng trẻ. Và thực sự người ta cũng thống kê trên thế giới thấy rằng tỷ lệ ở nam nhiều hơn nữ. Thực chất cũng cái nguyên nhân thực sự thì cũng chưa được rõ ràng. Tuy nhiên cái giả thuyết người ta đưa ra rằng và là do ở phụ nữ thì được cái bảo vệ bởi một cái yếu tố, cái hormone gọi là estrogen. Thì trong một nghiên cứu của trường đại học Massachusetts, người ta thử nghiệm trên chuột thôi, thì thấy rằng nếu như mà những chuông chuột mà được á, người ta mới tiêm estrogen vô theo dõi một thời gian thì cái tỷ lệ mắc ung thư của cái con chuột đó thấp hơn. Thì đã đưa giả thuyết rằng ở phụ nữ được bảo vệ bởi estrogen, do đó những ung thư thấp hơn. Có nhiều người chia sẻ rằng họ không biết là họ mắc bệnh ung thư dạ dày bởi vì họ không có thấy cái biểu hiện gì lạ. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể phát hiện được là chúng ta đang bị ung thư dạ dày thưa bác sĩ? Thông thường thì ung thư dạ dày khi mà triệu chứng rõ ràng thì thường ở giai đoạn muộn. Tuy nhiên khi ở giai đoạn muộn thì điều trị không hiệu quả không cao, tỷ lệ sống còn sau mổ không dài. Do đó chúng ta làm sao phát hiện thật sớm, càng sớm càng tốt. Nếu phát hiện giai đoạn sớm, giai đoạn ung bướu còn nhỏ, còn lớp niêm mạc dạ dày thôi thì có khả năng điều trị khỏi được. Mà khổ nỗi là ở giai đoạn sớm thì triệu chứng nó không rõ ràng. Thậm chí những người ở giai đoạn trẻ cũng không có triệu chứng. Có những bệnh nhân đến với tôi thì ung thư đã trễ rồi, giai đoạn 3, giai đoạn 4, khối u đã xâm lấn rồi, tuy nhiên hoàn toàn không đau bụng, ăn uống bình thường. Khi chẩn đoán là người ta mới ngạc nhiên. Thì thường thường theo những khuyến cáo thì chúng ta nên tầm soát là phát hiện sớm nhất. Còn đợi triệu chứng thì thường thường những bệnh nhân mà đứng tuổi một xíu, thường 40 sau 40, nếu như chúng ta ăn uống cảm thấy đầy bụng, khó tiêu, kéo dài trên 2 tuần, cảm thấy đau bụng thường vị, cảm thấy sụt cân không rõ nguyên nhân, cảm thấy mình đi tiêu, phân đen, đôi khi mình ói ra máu vân vân, thì những gì mà nó bất thường trong người thì chúng ta nên đến cơ sở y tế để được tầm soát. Tầm soát bằng cách nội soi dạ dày tá tràng thì chỉ nội soi là chẩn đoán được chính xác. Ung thư dạ dày khó phát hiện sớm, thường thì không có triệu chứng gì ở các giai đoạn sớm và trong nhiều trường hợp ung thư đã di căn trước khi nó được phát hiện. Tuy nhiên, những biểu hiện ung thư dạ dày giai đoạn sớm cần lưu ý: đau vùng thượng vị không điển hình, không có chu kỳ, đầy bụng, chán ăn, rối loạn tiêu hóa, suy nhược toàn thân, gầy sút nhanh, nôn ra máu hoặc đại tiện ra máu. Khi có những dấu hiệu này, người bệnh nên đến ngay bệnh viện để được thăm khám để xác định bệnh. Thưa
thưa bác sĩ, vậy thì khi mà mình có được cái sự nghi ngờ là mình bị ung thư dạ dày thì phải làm những cái xét nghiệm gì để có thể chẩn đoán được căn bệnh, thưa bác sĩ? Khi mà bệnh nhân có một triệu chứng tới, bác sĩ, chúng tôi được chẩn đoán nghi ngờ ung thư dạ dày, chúng tôi cho đi soi, tức là nội soi dạ dày, và đưa một ống soi qua đường miệng hoặc đường mũi để vào đến thực quản của đến dạ dày, mình nhìn toàn bộ trong cái lòng dạ dày. Nếu có thương tổn nghi ung thư, chúng tôi sinh thiết, bấm sinh thiết để gỡ giải phẫu bệnh. Khi mà chúng tôi chẩn đoán thứ dạ dày rồi, mình thấy hình ảnh rõ ràng rồi, giải phẫu bệnh là ra ung thư rồi, thì bệnh nhân sẽ được nhập viện để chúng tôi chụp CT scan bụng và những xét nghiệm cần thiết để mình chẩn đoán giai đoạn nào và những xét nghiệm để chuẩn bị cho quá trình phẫu thuật để điều trị bệnh. Và hiện nay thì đã có những phương pháp gì giúp điều trị bệnh ung thư dạ dày, thưa bác sĩ? Đã, ung thư dạ dày nói riêng cũng như các ung thư nói chung thì điều trị vẫn là điều trị đa mô thức, nghĩa là phối hợp nhiều phương pháp điều trị lại với nhau. Thì đối với ung thư dạ dày thì phẫu thuật cắt bỏ phần dạ dày trước khối u kèm theo nạo vác hạch vùng xung quanh là phương pháp được lựa chọn đầu tiên và có hiệu quả nhất cho đến ngày hôm nay để điều trị ung thư dạ dày. Khi mà bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u rồi thì sau đó là tiến hành hóa trị, tức dùng thuốc hóa chất tiến hành hóa trị kèm theo, thì là phối hợp hai phương pháp đó để đến quá trình điều trị triệt để cho bệnh nhân. Thưa bác sĩ, trước đây khi mà phẫu thuật ung thư dạ dày thì thường có một biện pháp hay được sử dụng, đó là mổ hở. Nhưng mà sau này thì có thêm một cái biện pháp nữa, đó là mổ nội soi. Vâng. Bác sĩ có thể chia sẻ một cách cụ thể về cái phương pháp này không ạ? Vâng. Thì trên đường phát triển của y học thì ngày nay đối với việc phẫu thuật thì phẫu thuật nội soi rất phát triển. Có thể nói như trong đường tiêu hóa, trong ổ bụng của chúng, hầu hết mọi phẫu thuật chúng tôi đều thử bằng phẫu thuật nội soi. Thì phẫu thuật nội soi đã chứng minh là có nhiều cái lợi điểm rồi, chắc chắn mọi người đều hiểu. Khi mổ mở tức là sao? Chúng tôi rạch một đường mổ dài từ mũi ức tới qua khỏi rốn, đường dài khoảng từ 15 đến 20 cm. Rồi chúng tôi mới dùng một cục banh cái bụng ra, chúng tôi mới tiến hành phẫu thuật thao tác trên nó được, trên những cái cơ quan trên dạ dày, trên hạch chúng tôi làm. Còn đối với nội soi, chúng tôi dùng những dụng cụ chuyên biệt, dùng những cái trô ca nhỏ thôi, từ 5 cho đến 10 mm, tức là chỉ 1 cm thôi. Tôi đưa vào rốn và những cái lỗ nhỏ này, sau đó dùng những dụng cụ để thao tác trên đó. Tức là thì dĩ nhiên bệnh nhân sau mổ thì không có những cái đường mổ to, bệnh nhân sau mổ thì hồi phục tốt, ít đau, có thể ngày thứ nhất ngày thứ nhì bệnh nhân sau mổ có thể đứng dậy đi lại, ít đau hơn, hồi phục tốt hơn, không ảnh hưởng đến cái vấn đề hô hấp của bệnh nhân. Vì khi sau mổ mà đau á thì bệnh nhân sẽ không dám thở mạnh thì ảnh hưởng hô hấp. Còn khi mổ nội soi thì bệnh nhân hoàn toàn hầu như là không đau, do bệnh nhân có thể là thở hít bình thường, bệnh nhân không ảnh hưởng đến những vấn đề hô hấp bệnh nhân, thì nó giảm được những cái nguy cơ biến chứng. Còn nó là điểm lâu dài là về mặt tỷ lệ sống còn. Thì ở Việt Nam như chúng tôi cũng đã thực hiện những nghiên cứu cũng như trên thế giới, người ta đã chứng minh và thấy rằng phẫu thuật nội soi nó về tiên lượng về sống còn thì tương đương với mổ mở, thậm chí tốt hơn là mổ hở. Đây là bệnh nhân nam 70 tuổi nhập viện tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng đau vùng thượng vị. Sau khi được nội soi dạ dày và làm sinh thiết ổ loét trong dạ dày thì phát hiện bị ung thư dạ dày giai đoạn 2. Ông đã được các bác sĩ chỉ định phẫu thuật bằng phương pháp mổ nội soi. Đây là một bệnh nhân nam 70 tuổi nhập viện với chúng tôi với một cái chẩn đoán giới thiệu từ tuyến trước là nghi ngờ một cái ung thư hang vị dạ dày. Thì sau khi nhập viện chúng tôi đã thực hiện các cái nội soi và chụp CT cũng như là các cái xét nghiệm để mà chẩn đoán xác định bệnh. Thì kết quả xác định chính xác đây là một cái ung thư dạ dày vùng hang vị và giai đoạn cũng còn khá sớm. Chúng tôi nghĩ đây là một cái giai đoạn 2B. Chúng tôi đã thực hiện thành công cho bệnh nhân kỹ thuật phẫu thuật nội soi cắt dạ dày, thực hiện hoàn toàn bằng nội soi. Chúng tôi cắt bán phần dưới, tức là hơn nửa cái dạ dày của bệnh nhân, đưa ruột non lên nối với cái phần còn lại của dạ dày. Với cái kỹ thuật này thì hiện tại bệnh nhân là hậu phẫu ngày thứ 2 thì bệnh nhân đau rất là ít và hầu như là không có đau và bệnh nhân vận động lại sớm. Như vậy chúng tôi sẽ hạn chế những cái biến chứng mà liên quan tới nằm lâu. Chúng tôi dự tính là điều trị thêm khoảng 3-4 ngày nữa thì có thể cho bệnh nhân xuất viện. Bác sĩ vừa chia sẻ rất nhiều cái tính ưu việt của phương pháp mổ nội soi trong trường hợp ung thư dạ dày. Tuy nhiên ngày nay thì Huyền vẫn thấy là vẫn tồn tại song song hai phương pháp là mổ hở và mổ nội soi. Trong trường hợp nào thì chỉ định là mổ nào, thưa bác sĩ? Mổ phương pháp nào vì mình phải lựa chọn tùy theo giai đoạn bệnh và tùy theo cơ sở y tế cũng như phẫu thuật viên. Do đó nếu nó trước tôi nói về giai đoạn bệnh thì cho đến bây giờ thì những ung thư giai đoạn thương tổn mà còn trong thành dạ dày chưa xâm lấn xung quanh thì được
chỉ định phẫu thuật nội soi. Còn thứ hai là nói về cơ sở trang thiết bị y tế cũng như phẫu thuật viên, thì hiển nhiên muốn mua nội soi được phải có dàn máy nội soi và có những dụng cụ chuyên biệt như những cái máy cắt nối bằng qua nội soi, đó là những dụng cụ chuyên biệt như vậy, hoặc là những cái dàn máy nội soi cũng như hệ thống gây mê vân vân, thì những cái cơ sở nào y tế chuyên biệt thì mới thực hiện được. Phẫu thuật cắt dày nội soi là một phẫu thuật nâng cao, do đó những phẫu thuật viên được đào tạo bài bản về phẫu thuật nội soi cũng như về phẫu thuật cắt dày dày mổ mở trước đây rồi thì mới thực hiện được những phẫu thuật nội soi, chứ không phải tất cả nơi tất cả cơ sở đều làm được. Còn một điều nữa mà Huyền tin rằng khán giả cũng đang muốn biết, đó chính là cái giá thành khi mổ nội soi thì nó cao hơn nhiều so với lại mổ hở không ạ? Thực chất theo tôi nghĩ thì nó cũng không cao, bởi vì mổ mở thì chúng tôi mình không phải dùng những máy móc hiện đại giống như những dụng cụ chuyên biệt phẫu thuật nội soi, còn mổ nội soi thì chúng dùng những cái máy đó, thì thực chất cho đến bây giờ tôi dùng những cái máy cắt nối trong cơ thể thì nó đắt hơn cũng không bao nhiêu. Nếu như các bảo hiểm y tế thì bảo hiểm người ta cũng đã chi trả, thì thực sự so với mổ mở bộ nội soi thì nó hơn khoảng 10%, chỉ khoảng 10% được. Dạ vâng. Bác sĩ vừa chia sẻ rất nhiều điều về cái việc là cần phải làm sao để phát hiện bệnh này và điều trị bệnh như thế nào. Tuy nhiên Huyền nghĩ rằng là không ai muốn có bệnh cả. Nhưng thực tế cuộc sống thì vẫn bắt chúng ta phải làm việc liên tục và vẫn phải chịu những cái áp lực của cuộc sống. Chính vì vậy mà mới có cái tình trạng là ung thư dạ dày tăng cao như vậy. Bác sĩ có lời khuyên gì với khán giả để giúp cho chúng ta tránh được cái tình trạng bệnh tật mà chúng ta sẽ phải gánh chịu? Ung thư dạ dày, hiển nhiên nó chưa có nguyên nhân rõ ràng. Tuy nhiên nó có những yếu tố nguy cơ. Khi một người tiếp xúc với yếu tố nguy cơ đó nhiều lần hoặc là cái thời gian tiếp xúc lâu dài thì hiển nhiên cái nguy cơ mắc là cao hơn. Thì những nguy cơ đó là gì? Là những người mà trước hết tụi nó về chế độ ăn uống. Những người ăn những thịt hun khói này, thịt mình âm ngâm ủ muối lâu ngày, những thức ăn lên men. Đó là một người ta đã chứng minh rằng là yếu tố nguy cơ rất cao để ung thư dạ dày. Nếu mà tiếp xúc hàng ngày nào cũng ăn như vậy thì chắc chắn nguy cơ cao hơn. Những người sống môi trường ẩm thấp, vệ sinh kém, thức ăn như là nhiễm độc, hóa chất vân vân. Những người hút thuốc lá, và đặc biệt bây giờ người ta chứng minh rằng thấy rằng những người mắc vi trùng Helicobacter pylori, tôi xin nhắc lại là không phải tất cả mọi người mắc vi trùng Helicobacter pylori đều nhiễm bị mắc ung thư sau này, chỉ có một số trường hợp mà thôi, một tỷ lệ nhỏ, tức là có một số người nhắc cái chủng vi trùng độc lực, trong cái vi trùng có nhiều loại, nhiều chủng thì cái những chủng độc lực cao nó mới gây nên. Và cộng với những cái yếu tố môi trường ảnh hưởng này nữa, tức là nhiều yếu tố kết hợp lại thì nó mới gây lên cái trạng ung thư dạ dày. Nó chuyển đổi tế bào niêm mạc dạ dày từ tế bào lành tính dần dần lên thành tế bào ung thư. Do đó mình phải hạn chế tránh tiếp xúc những cái yếu tố nguy cơ như tôi vừa nói. Thứ hai nữa, chúng ta nên đi tầm soát sức khỏe, bởi vì khi chúng ta mà phát hiện sớm ung thư dạ dày giai đoạn sớm thì có khả năng chữa khỏi được, thương tổn còn sớm, thì nên đi tầm soát. Khi nào tầm soát? Khi sau 40 tuổi, thường đặc biệt sau 40 tuổi chúng ta nên đi nội soi dạ dày tá tràng một lần. Nội soi dạ dày cũng đơn giản, thực chất cũng giá tiền cũng không có mắc lắm. Nội soi dạ dày nếu thấy có những yếu tố nguy cơ như có thương tổn loét, thương tổn polyp vân vân, hoặc những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ tiếp xúc với yếu tố nguy cơ lâu ngày, nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori mà điều trị không khỏi, thì chúng ta cũng nên đi tầm soát tùy theo bệnh nhân, tùy theo yếu tố nguy cơ, tùy theo cơ địa bệnh nhân mà chúng ta có những cái chương trình tầm soát bao nhiêu năm ta nội soi một lần. Dạ vâng. Nghe bác sĩ chia sẻ thì Huyền thấy có một điểm rất là vui, đó chính là nếu như phát hiện sớm bệnh thì chúng ta có thể chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh ung thư dạ dày, đúng không ạ? Quan trọng là cái thời điểm, và chính vì vậy mà chúng ta phải đi tầm soát thường xuyên như bác sĩ chia sẻ. Vâng, xin chân thành cảm ơn sự chia sẻ của bác sĩ ngày hôm nay rất là nhiều. Dạ xin cảm ơn chị, còn cảm ơn quý khán giả. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những lưu ý từ chương trình. Lưu ý trong phòng ngừa bệnh ung thư dạ dày: nên ăn nhiều trái cây và rau xanh, hạn chế thực phẩm hun khói, nhiều muối, nấm mốc, hạn chế đồ cay, rượu bia, thuốc lá. Trong gia đình có tiền sử người bị ung thư dạ dày, cần có chế độ thăm khám định kỳ. Khi bị mắc các bệnh lý như viêm dạ dày tá tràng mãn tính, viêm loét dạ dày tá tràng, nhiễm vi khuẩn H. pylori thì cần điều trị dứt điểm và phòng ngừa tái phát bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, sức khỏe là vàng, và Huyền hy vọng rằng quý vị và các bạn cũng đã hiểu điều đó qua cuộc trò chuyện với bác sĩ Võ Duy Long ngày hôm nay. Chúng ta hãy quan tâm, chú ý đến từng biểu hiện của cơ thể của mình, phát hiện bệnh sớm. Và cũng có một tin vui, đó chính là khi phát hiện ung thư dạ dày sớm thì chúng ta cũng có thể điều trị dứt điểm hoàn toàn căn bệnh này. Huyền hy vọng rằng quý vị và các bạn hãy biết quý trọng sức khỏe của mình nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục Tận hưởng cuộc sống.